sau tài tử Seo Ji-suk, Diệt Lâm Anh tiếp tục chơi lớn chi tiền tỷ để mời nam thần mật danh K2, Ji Seung-kook về Việt Nam, dự sự kiện khai trương quán The Alley Coffee mới. Tuy nhiên, kết cục không thể thảm hơn. Ji Seung-kook là một nam ca sĩ, người mẫu, diễn viên người Hàn Quốc. Anh khởi nghiệp là một diễn viên nhạc kịch và bắt đầu đến với diễn xuất bằng một vai phụ trong bộ phim điện ảnh The Days. Anh còn được khán giả biết đến nhiều nhất với vai diễn trong bộ phim Cười Lên Đông He, một trong những tác phẩm ăn khách nhất tại Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2011, với chỉ số rating đạt tới 41%. Thế nhưng, vai diễn hoàng đế Cha Hwan trong Hoàng hậu Ki mới chính là bệ phóng đưa Ji Seung-kook lên đỉnh cao sự nghiệp và trở thành ngôi sao hạng A của nền điện ảnh Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung, với nhiều giải thưởng lớn cùng lời đánh giá cao từ giới chuyên môn. Đến với Healer, anh càng nâng cao được vị trí của mình và trở thành một trong những ngôi sao Hallyu được các fan hâm mộ săn đón và thần tượng bậc nhất, đặc biệt như tại Đông Nam Á, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản và Trung Quốc. Với The K2, thành phố ảo, anh tiếp tục trở thành một trong những ngôi sao phim hành động được săn đón bậc nhất tại Hàn Quốc. Sau đó, vai diễn No Ji-guk của anh trong Đối tác đáng ngờ cũng rất được khán giả yêu thích. Anh hiện tại là một trong những nam diễn viên nổi tiếng và có mức độ ảnh hưởng lớn không chỉ ở xứ sở Kim Chi mà còn ở các quốc gia trong đó có Việt Nam. Chính vì lẽ vậy mà việc anh có dàn hậu cung ở Việt Nam là điều lẽ đương nhiên, nhưng đông như thế này thì không ai ngờ tới. Năm nay, chắc hẳn là có duyên giữa Ji Seung-kook và các bạn fan hâm mộ Việt Nam. Không biết nên nói là có duyên hay vô duyên nữa, khi vừa mới xuất ngũ sau 2 năm luyện tập và phục vụ trong quân ngũ theo luật của Hàn Quốc vào ngày 25 tháng 4 vừa qua, có rất nhiều fan hâm mộ mong ngóng sự quay trở lại này của anh. Ngày 18 tháng 6, trên fanpage của Ji Seung-kook tại Việt Nam, đưa tin gây xôn xao cộng đồng fan. Ngày 25 tháng 6, ban tổ chức tại Việt Nam đã xác nhận nam diễn viên sẽ là đại sứ cho chương trình Đại Nhạc Hội Giao lưu Việt-Hàn Tebas Concert in Việt Nam diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 24 tháng 8. Trong khi các fan đang nơm nớp lo đặt vé Đại Nhạc Hội để được gặp thần tượng, thì tối ngày 25 tháng 7, hàng trăm người hâm mộ có mặt từ sớm tại sân bay Nội Bài, Hà Nội để đón Ji Seung-kook đến Việt Nam tham gia sự kiện khai trương Lotte Duty Free ở sân bay Nội Bài. Sự kiện này khiến nhiều bạn fan phát ganh tị với những fan ở Hà Nội khi họ gặp được thần tượng của mình. Tuy nhiên, do tính chất mà sự kiện của Ji Seung-kook tham gia ngày hôm sau, các fan không được gặp thần tượng của mình. Trong khi hàng ngàn fan hâm mộ đang chuẩn bị tinh thần ngày 24 tháng 8 sẽ được gặp Ji Seung-kook tại sân vận động Mỹ Đình, thì nhận được thông báo Đại Nhạc Hội Giao lưu Việt Hàn Tebas Concert in Việt Nam bị hủy show vào phút chót. Lý do được đưa ra là vì thời tiết. Tuy nhiên, về phía nghệ sĩ tham gia cùng là Tóc Tiên đã rút tên trước đó một ngày với lý do được cô chia sẻ là do bất đồng với ban tổ chức chương trình. Điều này khiến nhiều fan hâm mộ cực kỳ đau lòng và tức giận. Thế nhưng, mọi người lại trở nên vui mừng khi Diệp Lâm Anh thả thính sẽ mời Ji Seung-kook về Việt Nam trên trang cá nhân của mình. Status được rất nhiều bạn trẻ quan tâm và ủng hộ. Vài ngày sau, Diệp Lâm Anh cũng như fanpage của The Alley Coffee Việt Nam chính thức thông báo về sự kiện khai trương The Alley Coffee mới sẽ được diễn ra và đặc biệt có khách mời là Ji Seung-kook. Ngoài ra, sự kiện còn có khách mời là Chi Bu và cặp đôi triệu view Khánh ACM và Jack. Rất nhiều người hâm mộ vui mừng về tin này. Chính vì vậy mà ngày hôm qua đã có hàng ngàn fan hâm mộ đến từ rất sớm đợi chờ ở xung quanh địa chỉ 49-51 Trần Hưng Đạo, nơi diễn ra sự kiện trên. Thế nhưng, do lực lượng fan hâm mộ quá đông khiến cho giao thông ở tuyến đường gặp nhiều trở ngại, dẫn đến có sự tham gia của chính quyền, nhiều lực lượng chức năng đã đến giải tán đám đông và lý do an toàn mà ban tổ chức đành thông báo hủy show sát giờ diễn. Tuy nhiên, khi thông báo được đưa ra, những fan hâm mộ vẫn không tin nên họ không có ý định ra về. Vì vậy, càng ngày lượng fan càng đông đảo, cộng thêm sự tò mò của những người đi đường mà khiến cho con phố này chật cứng, xe cộ qua lại khó khăn. Lực lượng an ninh đã sử dụng nhiều biện pháp mạnh để trấn áp người hâm mộ như hú còi báo động, binh chữa cháy, dùi cua chích điện. Tuy nhiên, dù có sự xuất hiện của cảnh sát, đám đông khán giả vẫn nán lại trên đường phố, tình trạng ùn tắc kéo dài vài giờ đồng hồ. Đến sau hơn 9 giờ, khi không thấy sự xuất hiện của Ji Seung-kook thì đám đông mới chuẩn bị ra về, kèm theo đó là sự bực tức khi không được gặp thần tượng của mình. Sau sự việc quán Diệp Lâm Anh không đảm bảo được an ninh khiến buổi giao lưu giữa fan và Ji Seung-kook bị hủy,
Sau đó, phía quán thông báo Ji Chang Wook đã ra sân bay, nhưng thực chất các khách mời đã sang gặp riêng Wook ở khách sạn để giao lưu. Chụp ảnh khiến cho rất nhiều người bức xúc và một phần làm giảm uy tín của quán. Đã có rất nhiều ý kiến trái chiều đưa ra trong sự vụ lần này. Người thì cho rằng khâu tổ chức kém, người thì cho rằng lượng fan quá đông và hung hãn khiến hàng trăm người không thể quản lý được hàng nghìn con người. Còn bạn, bạn nghĩ sao về sự vụ lần này? Hãy comment cho chúng mình biết nha. Đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh ống kính hậu trường của bọn mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.